Thưa quý vị, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có hơn 1.610 km giao thông đường bộ, bao gồm 3 tuyến quốc lộ 51, 55, 56 với tổng chiều dài gần 129 km, 306 km tỉnh lộ, 473 km huyện lộ, 660 km đường đô thị và 44 km đường chuyên dụng. Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đầu tư mới cải tạo nâng cấp 413 km đường bộ. Mới đây, đường Phước Hòa Cái Mép là một trong những dự án giao thông quan trọng kết nối nội vùng phục vụ hành lang kinh tế Phú Mỹ - Cái Mép - Long Sơn - Vũng Tàu. Kết nối quốc lộ 51 với đường liên cảng đã hoàn thành và thông xe, tổng kinh phí dự án hơn 950 tỷ đồng. Điểm đầu của tuyến đường Phước Hòa Cái Mép giao với quốc lộ 51 ở phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai với Bà Rịa Vũng Tàu. Đường Phước Hòa Cái Mép dài hơn 4,4 km với 4 làn xe, đến nay đã hoàn thành và thông xe. Dự án có cầu Mỏ Nhác bắc qua con sông cùng tên, gồm 4 làn xe. Theo chủ đầu tư, 3 trên 6 gói thầu đã bàn giao đưa vào sử dụng, các gói thầu xây lắp còn lại dự kiến hoàn thành trong năm nay. Điểm cuối của dự án giao với đường liên cảng Cái Mép Thị Dải. Dự án hoàn thành giúp hàng hóa từ các tỉnh Đông Nam Bộ đến cảng và ngược lại được thuận lợi. Đây là một trong 6 dự án giao thông nhằm hoàn thiện hạ tầng, tạo sự kết nối thông suốt, thuận lợi giữa đường liên cảng với quốc lộ 51, phục vụ khai thác hệ thống cảng Cái Mép, Thị Dải và các khu công nghiệp.